Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Long Xuyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Quý 1 năm 2023, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt mục tiêu, yêu cầu kế hoạch đề ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Công tác điều hành quản lý nhà nước về thu chi ngân sách cũng được thực hiện tốt, đạt 32,02% dự toán tỉnh giao. Đặc biệt, công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra. Tiến độ thi công các công trình, dự án nâng cấp đô thị, dự án đường liên xã Mỹ Khánh được đẩy nhanh. Về công tác xây dựng đảng và dân vận cũng được triển khai đảm bảo yêu cầu về chất lượng, về quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của cấp trên triển khai kịp thời, khoa học, chất lượng công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền ngày càng được nâng cao. Các mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã phát huy hiệu quả, tạo động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, được nhân dân đồng thuận đánh giá cao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo của Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên cùng sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình lưu ý, năm 2023 là năm đầu tiên sau đại dịch COVID-19 được đẩy lùi và kiểm soát. Vì vậy, việc triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố cần có sự quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo điều hành. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị cần phải đánh giá lại nguyên nhân và định hướng giải pháp phục hồi trong thời gian tới đối với du lịch thành phố. Trong lúc ngành du lịch tỉnh đang phục hồi rất nhanh, tăng cả về lượt khách và doanh thu, nhưng thành phố Long Xuyên lại giảm sâu, khách du lịch giảm gần 24%, doanh thu giảm gần 29%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra đối với thành phố Long Xuyên là công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị hiện đang còn bỏ ngỏ, chưa chặt chẽ, về quản lý tài sản công cũng chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là đất bãi bồi. Bây giờ thì làm cái gì chúng ta phải thực hiện theo đúng quy hoạch, đặc biệt là xây dựng phải đúng quy hoạch, đúng không? Vâng vâng. Bây giờ đây là đô thị trung tâm mà. Rồi vấn đề quản lý đất công, đất bãi bồi, đất kinh mương. Cho nên bây giờ tôi sẽ sau hội nghị này năm 2023 này thì tôi đề nghị các đồng chí phải thành lập các đoàn kiểm tra để đi kiểm tra. Chúng ta tự kiểm tra để sau này các đoàn tỉnh mà thành lập các đoàn để kiểm tra đấy, mà nếu như các đồng chí vi phạm đấy thì tránh cái việc chúng ta bị xử lý này. Cho nên đề nghị các đồng chí cũng phải chủ động kiểm tra cái này để thấy rằng là qua kiểm tra này chúng ta nhanh chóng khắc phục những cái hạn chế như tồn tại, để trên cơ sở đó thì chúng ta mới thật sự là quản lý chặt chẽ chỗ này. Tôi nói đây bài học kinh nghiệm để cho các đồng chí thấy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị thành phố Long Xuyên tiếp tục quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh để các dự án công trình đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Về công tác xây dựng đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng với tinh thần không có vùng cấm. Các cấp ủy địa phương cần duy trì mô hình đối thoại định kỳ với dân trên các lĩnh vực, đồng thời tiếp tục nỗ lực đoàn kết đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.